xin chào cả nhà. Không biết là mọi người có nghe rõ không ạ? À thì đúng ra hôm nay sẽ là buổi livestream đi bắt ma tuế dương do Queen of Fan đứng sân. Nhưng mà xui thay Quy bé nhỏ của chúng ta hôm nay bị ốm mất rồi. Mà công việc livestream thì không thể hoãn lại được. Nên là mình, Mi bé nhỏ sẽ thay mặt cho Queen of Fan để chủ trì cho buổi livestream ngày hôm nay. Chắc từ lâu tới giờ mọi người xem livestream của Queen of Fan thì cũng có thể nghe qua cô ấy nhắc đến tên mình rồi đúng không? Thôi thì để mình giới thiệu lại cho mọi người biết luôn nha. Mình là Mi bé nhỏ, người Loa Phu Gốc, có quan hệ họ hàng thân thích không xa cũng không gần của Quy bé nhỏ và là vợ bí mật của tướng quân Jin Yuan. À thì lâu nay mình cũng gọi là ở vị trí phía sau sân khấu hỗ trợ cho mọi buổi livestream của Queen of Fan, nên đây cũng là lần đầu mình trình diện trước mặt mọi người để live. Mong được mọi người ủng hộ và giúp đỡ nhé. Mọi buổi phát sóng gần đây của Queen of Fan hình như đều xoay quanh việc bắt cấp tuế dương đang giải ra khắp Loa Phu này nhỉ. Vậy thì hôm nay mình phá lệ một chút đi ha. Bắt ma hoài cũng chán. Thay vì vậy mình cùng nhau bóc phốt Quy bé nhỏ của chúng ta đi. Để xem nào. Mọi người biết là Queen of Fan không phải là tên thật của cô ấy mà đúng không? Đúng vậy. Cô ấy tên là Guinevere. Và cô ấy không phải là người Xianzhou. Cô ấy tình cờ ở lại Loa Phu, có cuộc sống mới tại đây và dành tình yêu của mình cho văn hóa Xianzhou. Cô trở thành nghệ nhân đường phố đầy nhiệt huyết. Đúng. Queen of Fan là cái tên Xianzhou của cô ấy. Gui là cỗ tốt, Nai nghĩa là có, Fan là hương thơm. Nhưng mà mọi người có biết cái tên này từ đâu ra không ạ? Cái tên này được người bạn thân đầu tiên của cô tại Loa Phu là Xu Shang đặt cho đấy. Để xem nào. Ủa, quá khứ của Queen of Fan thì sao nhỉ? À, cái này thì mình biết nhé. Nhưng mong khi mình kể ở đây thì các bạn sẽ hiểu hơn về cô ấy và ủng hộ công việc của cô ấy tại đây nha. Nghe nói rằng gia tộc của cô có lịch sử lâu đời, thanh danh hiển hách. Khi còn bé, cô sống trong một tòa dinh thự có lịch sử vài hổ phách kỷ. Năm tháng chưa từng để lại chút dấu vết nào trên tòa dinh thự này. Dường như tách biệt với quy luật của thời gian, che chở cho gia đình của cô trong sự bình yên và tươi đẹp vĩnh cửu. Cha của cô, một hộ quốc công của hành tinh, là một người khi đứng trước kẻ thù thì ông đáng sợ như một con rắn đuôi gai. Nhưng khi đứng trước con gái mình, ông lại như một chú thỏ núi to lớn và ấm áp. Trong ký ức của Guinevere, cha sẵn sàng làm mọi việc vì cô. Thậm chí trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, cha còn chịu diễn vai địa linh bị nữ anh hùng Guinevere tiêu diệt. Phải biết rằng ở buổi sinh nhật của con gái quan to, thường sẽ có đối thủ chính trị đến góp mặt. Nhưng để làm cô vui, cha hoàn toàn không để tâm đến việc trở thành trò hề của mọi người. Cha của cô yêu cầu anh cả, anh hai và chị cả đi học chính trị. Ông hy vọng có thể giao phó tương lai của hành tinh này cho một trong số họ. Còn về Guinevere và những đứa em khác, cha chỉ hy vọng họ có thể sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc tại thiên đường này. Sau đó, khi mà Guinevere lớn hơn một chút, cô nhận thức được và hình như cô đã thấy một phần nào cuộc sống chính trị của cha cô. Những câu nói xấu sau lưng cha mình, thao túng vương quyền, mưu hại trung lương, lòng tham không đáy. Guinevere lúc đó muốn tin đây là những lời dối trá của đối thủ, nhưng cô biết tất cả không hẳn là những lời nói dối. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Quân đoàn phản vật chất đi đến hành tinh nào là mang sự hủy diệt đến đó, bắt đầu công cuộc xâm lược đến hành tinh của cô với quy mô lớn. Cha Guinevere dẫn quân đi bảo vệ vương đô, không nhường một tấc đất. Khi tin tử trận báo về, Guinevere đã ngất đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã bị nhét vào trong một chiếc phi thuyền. Các em thì đang khóc nức nở xung quanh, còn anh chị cả thì đang bị trói chặt. Cô cùng với các em của mình phải trốn thoát khỏi nơi đây. Guinevere nhìn ra bên ngoài cửa sổ mạn tàu, thấy mẹ đang mặc quân phục, lưng hướng về phía chiếc phi thuyền đang bay lên trời, chỉ huy đám gia nhân không muốn ngồi yên chờ chết. Xa hơn một chút, các chiến binh hư không đang phá hủy tòa dinh thự. Xa hơn chút nữa, cả con phố đang bốc cháy, những thi thể cháy đen rải ra khắp nơi như bùn đất. Với Guinevere nhỏ dại, cả thế giới của cô đã bị xóa sổ khỏi ngân hà. Hành tinh của cô ấy đã bị phá hủy. Thế thì tại sao cô ấy có thể trưởng thành và trở thành một con người vui vẻ như bây giờ vậy nhỉ? Để trả lời cho câu hỏi này thì cũng hơi khó. Nhưng mình có biết vài người luôn ở bên và chăm sóc cho cô ấy rất nhiều. Mình nghĩ nếu không có những người này thì không biết liệu hôm nay chúng ta có thể thấy Queen of Fan hoạt bát năng động như vậy nữa không? Để mình kể cho các bạn nghe về người anh cả, Langsly và chú Stonewall. Sau khi lên thuyền bỏ trốn khỏi hành tinh của mình, anh cả của cô dẫn mấy đứa em phiêu bạt khắp nơi, trôi dạt đến khu mỏ của công ty trên hành tinh Humboldt Sigma. Cha của Guinevere, người đã truyền đạt tư tưởng về sự quý phái và vẻ vang trong cuộc sống. Nhưng trên hành tinh của Humboldt Sigma, sự quý phái và vẻ vang đó dường trở nên khá là xa xỉ. Hành tinh này hoang vắng, các loài tảo, nấm và địa y nguyên thủy đang duy trì bầu khí quyển để các sinh vật gắng gượng sinh tồn.
Và trong số các loài nguyên sinh đang sinh sôi một cách kiên cường đó, hầu như không loài nào là không gây nguy hại đến con người. Và chỉ sự khám phá công ty hành tinh Hòa Bình về loại khoáng sản mới có thể giữ chân con người ở đây. Phải giành giật cơm thừa canh cặn để sống tạm bợ qua ngày. Những khi trái gió trở trời cũng khó tránh khỏi cảnh bệnh tật nằm một chỗ. Cuộc sống của Guinevere, dù khó khăn là đến vậy, nhưng đã giúp cô xây dựng mối quan hệ và tạo dựng niềm tin vững vàng trong cuộc sống đầy thách thức. Cô rất giỏi kết bạn, có mối quan hệ rất tốt với những đứa trẻ khác. Con trai của một người nghèo, con gái của một kẻ lưu vong, em trai của một con bạc hay là em gái của một kẻ sát nhân. Guinevere không quan tâm đến xuất thân, vì dù họ xuất thân từ một gia đình như thế nào, thì cũng chưa hẳn sẽ sống được đến ngày mai trên hành tinh này. Anh cả của cô vốn là người chăm chỉ, nghiêm nghị nhưng có chút nhát gan. Vậy mà cuối cùng đã bị buộc phải trở thành kẻ cướp, lăn lộn giữa bao sóng gió trên ngân hà. Anh chỉ cướp của thương nhân chứ chưa bao giờ vào nhà cướp của. Ai cũng nói anh là người hùng dân dã, luôn cứu giúp người nghèo. Anh ấy dẫn theo mấy trăm kẻ nghèo hèn rồi lập thành băng đảng, chiếm núi Xương Vương để nuôi sống các em. Lúc còn ở quê hương, cha là chỗ dựa vững chắc nhất của gia đình cô. Bây giờ cả cha cô và quê hương đều không còn, trách nhiệm chăm sóc cả gia đình dồn lên vai người lớn tuổi nhất, kỵ sĩ Stonewall. Khi rời bỏ quê nhà, mẹ của Guinevere cương quyết bắt người kỵ sĩ già trung thành này chạy trốn cùng các con. Còn mình thì ở lại quê, đồng hành với hạt bụi cuối cùng ở cánh đồng hoang vắng. Người kỵ sĩ già từng là bạn tri âm của cha cô ấy, sau đó là chiến hữu dũng cảm nhất bên cạnh, rồi cuối cùng trở thành thuộc hạ trung thành nhất. Còn bây giờ, ông đã trở thành một người cha khác. Cho đến cuối cùng, Guinevere không thể nhớ nổi tên thật của ông. Cô đã quen với một cái tên khác của người kỵ sĩ, đó là chú Stonewall. Hơn chục đứa trẻ đói khát, khiến tình hình kinh tế vốn đã khó khăn lại càng trở nên tồi tệ. Sau một đêm tranh cãi, Stonewall miễn cưỡng đồng ý cho ba người anh chị đi theo mình xuống khu mỏ. Nhưng dù Guinevere van xin thế nào, ông cũng không chịu cho cô đi cùng. Đêm này qua đêm khác, ông trở nên già nua và phờ phạc, bên trong phổi đầy những vết thương khó lành, cột sống không còn thẳng như xưa. Đôi tay từng cầm búa động lực đầy mạnh mẽ đã cong queo đến mức khó cầm chắc một cái muỗng. Không bao lâu sau đó, ông cũng đã qua đời. Một thời gian sau, các anh trai trở thành hải tặc vũ trụ. Guinevere đã được ăn no bụng, nhưng cô cũng mơ hồ cảm nhận được mình đã làm trái với lời dạy của cha, từng bước tiến về cuộc sống không còn vẻ vang nữa. Anh cả nhất thời mê muội và đánh cướp một chiếc thuyền buôn đến từ Xiên Châu. Người Xiên Châu ngay thẳng, cực kỳ căm ghét cái ác, đã nhanh chóng đưa ra biện pháp mạnh. Anh cả bị trấn áp, cúi đầu hạ mình, chỉ xin quan quân nương tay với gia đình của mình. Khi những người lính của công ty đeo còng tay vào Guinevere và giao cho Vân Kỵ Quân cùng với các em của mình, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng nói người Xiên Châu rất tốt bụng. Lúc này, Guinevere còn nghĩ chắc chắn Vân Kỵ Quân sẽ đồng ý để cho cả gia đình của cô chết chung với nhau một cách vẻ vang. Nhưng may mắn thay, vị quan trấn áp thổ phỉ cũng có lòng tốt, mời cả nhà của cô về Xiên Châu, tha cho anh cả khỏi tội rơi đầu, dốc sức tính toán cho kế sinh nhai của những đứa trẻ vô phương này. Các em của Guinevere vào học cung để được học viết, chị cả Yo thì ở lại đây truyền dạy bản lĩnh cho Quy bé nhỏ của chúng ta. Sự thay đổi trong cuộc sống không chỉ là về mặt vật chất mà còn là về tâm hồn và tri giác. Guinevere bất chấp những đoạn đường khó khăn, bắt đầu nhận ra giá trị của sự sống và ý nghĩa của cuộc phiêu lưu trên hành tinh Xiên Châu. Mặc dù cuộc sống mới không giữ lại vẻ vang như trước đây, nhưng nó mở ra cơ hội mới và những bài học quý báu về sự tồn tại và ý nghĩa của cuộc sống. Thôi được rồi, đó là hầu như toàn bộ quá khứ của Guinevere trước khi đến được Luofu. Nghe chuyện buồn cũng nhiều rồi, bây giờ nói về cuộc sống hiện tại của cô ấy tại nơi đây đi ha. Mọi người có biết Quy bé nhỏ và Shang Shang của chúng ta gặp nhau như thế nào không? Hôm ấy, Su Shang đang ưỡn lưng trên bàn của Bất Dạ Hầu, đợi Thuyết Thư Tiên Sinh chuẩn bị một chút rồi nghe ông tỉ mỉ kể về Vân Thượng Ngũ Kiêu của Luofu. Nhưng không đợi đến khi màn kể chuyện kết thúc, những đồng nghiệp Vân Kỵ đã đập cửa xông vào, đứng giữa sảnh đường hô lớn: "Su Shang mau lại đây, dân ngoại giới kia lại tiếp tục gây rối rồi." Nghe xong lời hô gọi, cặp mắt của cô đột nhiên trở nên sáng quắc, nhanh nhẹn đưa chân xách thanh trọng kiếm chạy ra khỏi cửa. Đến hiện trường, rất mau chóng, Su Shang thấy một cô gái tóc đỏ vừa nuốt kiếm, lại có phun lửa, khiến cho người xem kinh ngạc hô hào. Chẳng mấy chốc, cô gái này định lôi ra tấm đá thanh hoa, quyết định diễn một pha lấy ngực đập vỡ tấm đá to. Đúng rồi, cô gái tóc đỏ liều lĩnh ấy chính là Win bé nhỏ của chúng ta đấy. Su Shang hét lên một câu, yêu cầu Guinevere dừng trò mua vui này lại. Lập tức hai tay nhấc thanh kiếm hiên viên chĩa thẳng vào Guinevere. Quy bé nhỏ thấy Su Shang giữ tay không vững, khi ấy cũng không giật mình lo sợ gì, quay ngoắt người tiến tới, lấy cây đuốc dài 3 thước vẫy vẫy bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ vô cùng, tiện tay vung một đường, đầu tù của cây đuốc hướng thẳng về phía đôi tay của Su Shang mà đâm tới. Su Shang vội vàng lùi lại nửa trượng, nhưng không ngờ Guinevere của chúng ta
lấy ra một thứ gì đó tròn tròn, đập mạnh xuống mặt đất. Một luồng khói lửa đột ngột bùng lên tứ phía, tiếng nổ vang tai nhức óc. Đến khi Su Shang choàng tỉnh lại thì Queen of Fame đã sớm biến đâu mất dạng. Mọi người thấy có ly kỳ không? Chưa hết đâu nha, sau khi làm thân, hai cô nương này còn làm với nhau nhiều thứ trên trời dưới đất lắm cơ. Để mình kể cho nghe. Một hôm, Quy bé nhỏ dùng cây đàn trụy ca lên một khúc Thanh Xiao diệt mãng xà. Mọi người cũng biết rồi đấy, đoạn khúc này không hề dễ để diễn. Có đàn, có hát lại còn có đánh nhau. Một người không thể diễn được. Thế là Queen of Fame đành nhờ Su Shang hợp tác biểu diễn. Quy bé nhỏ và vai Thanh Xiao tiêu diệt con mãng xà được thủ vai bởi Shang Shang. Còn trong một buổi biểu diễn khác, Shang Shang bị tảng đá đè nặng ở phía trên. Trong khi đó, Quy bé nhỏ của chúng ta lại với chiếc búa tạ kiểm tra tín hiệu phát sóng trực tiếp có ổn định không, rồi bắt đầu màn biểu diễn dùng ngực đập vỡ đá tảng. Ôi thật là khủng khiếp, mình đâu có ngờ trình độ biểu diễn của cô ấy lại ghê vậy đâu. Thế đấy, hai cô nàng của chúng ta dữ dằn thế đấy. Mà mọi người phải công nhận rằng buổi biểu diễn của hai người họ rất tuyệt vời mà đúng không? Tuy có điều nghề nghiệp mà, nhất là biểu diễn nữa chứ, luôn rình rập tai nạn. Có mấy lần là Su Shang cõng Quy bé nhỏ đến, có mấy lần là Queen of Fame cõng Shang Shang đến, còn có mấy lần là hai người cùng bị thương, rồi phải tìm đến vị Long Tôn Bai Lu Cute để chữa trị. Chưa hết, Queen of Fame cũng có những mối quan hệ rất tốt tại Lua Phu với những người bạn nơi đây. Các bạn có biết Yang King chứ? Cậu nhóc Vân Kỵ trẻ tuổi nhất luôn đi sau Trinh Yuan ấy. Queen of Fame biểu diễn màn nuốt kiếm trước mắt cậu nhóc. Ai ngờ nuốt luôn mất tiêu thanh kiếm yêu quý của Yang King, khiến cậu bối rối, không hiểu đó là kiếm pháp của môn phái nào. Đến giờ Quy bé nhỏ của chúng ta vẫn chưa trả kiếm đâu mọi người ạ. Không biết giấu ở đâu mà hay thế chứ. À còn Trinh Chuê nữa chứ. Mấy hôm mà Trinh Chuê đến xem biểu diễn, Queen of Fame bảo chỉ cần nhìn vào sắc mặt của Trinh Chuê là biết cô ấy hôm nay đánh bài thắng hay thua đấy. Màu hồng là thắng, màu xanh xám là thua, màu trắng bệch thì là lãnh đạo đến bắt cô ấy rồi. Ôi có tin nhắn, để coi ai nhắn nào. À là Queen of Fame này. Trời ơi, nãy giờ nói xấu quá trời, không biết cô ấy có đang xem rồi nhắn tin nguyền mình không đây. Ô, không phải. Ôi, hết hồn. Cô ấy nói mình nhắn cho kênh chat rằng cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream này của Mi bé nhỏ và xin lỗi vì không có mặt. Ngoài ra thì các bạn nếu muốn theo dõi Mi bé nhiều hơn thì hãy nhớ subscribe và ủng hộ kênh Game Lab và đón chờ những video sắp tới trên kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ui, cảm ơn bạn Quy bé nhỏ của chúng ta đã quảng cáo dùng mình kênh nha. Vậy thì mình cũng xin phép dừng buổi livestream tại đây. Xin chào và nhớ ủng hộ Quy bé nhỏ và Mi bé nhé. Bye bye.